Tôi đề nghị vài giờ để quý vị có thể thiền với chúng tôi, như theo giờ Trung Âu, giữa 1 và 2 giờ chiều, và 9 đến 10 giờ tối. Một giờ khác có thể là 5 đến 6 giờ sáng, và một giờ khác là 10 đến 11 giờ sáng. Tất cả là giờ Trung Âu. Xin vui lòng chuyển dịch sang giờ của quý vị và cùng chúng tôi thiền trong bất cứ cách nào quý vị chọn. Cho thế giới thuần chay và thế giới hòa bình. Tôi không còn lựa chọn khác để nói với quý vị bây giờ. Xin vui lòng thiền và cầu nguyện với chúng tôi trong những giờ này nếu có thể. Vì năng lực hợp nhất rất mạnh. Khi rất nhiều người hợp lại với nhau trong cùng một nỗ lực đầy ý nghĩa, chúng ta sẽ có kết quả, chắc chắn là vậy. Ngoài ra, nếu không thể thiền trong những giờ này, quý vị có thể thiền vào bất cứ giờ nào quý vị chọn, hoặc lúc quý vị có thời giờ. Xin cảm ơn trước tất cả quý vị rất nhiều, và chúc may mắn cho địa cầu và người dân của chúng ta.